Xin kính chào quý vị và các bạn. Bước sang tuần mới, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ với mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi còn trên 36 độ. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 7 và cường độ sẽ ngày một gia tăng. Là một trong những điểm có nhiệt độ cao nhất miền Bắc dịp này, Hòa Bình 3 ngày đầu tuần thì trời sẽ rất nắng và nóng. 36 độ là mức nhiệt ngày thứ 2, sang đến ngày thứ 3, thứ 4 thì có thể tăng lên 37 độ. Nếu muốn tránh nóng thì quý vị sẽ không phải đi đâu xa, bởi ngay ở Hòa Bình thì cũng có một nơi rất lý tưởng, đó là Thung Nai. Nơi đây có những dãy núi đá vôi, trùng điệp và hồ nước thì rộng lớn cùng với không khí vô cùng trong lành, mát mẻ. Miền Trung dịp này thì nắng nóng mới chỉ xảy ra cục bộ và tập trung chính ở khu vực Bắc miền Trung. Còn các điểm đến ở Nam miền Trung như là Đà Nẵng thì trời cũng nắng nhiều, nhưng mà nhiệt độ thì chưa đến mức nắng nóng. Từ ngày thứ 2 đến thứ 4 thì mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 33 cho đến 34 độ, về tối và đêm giảm xuống còn 26 độ, trời dịu mát. Và với thời tiết như vậy thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp cả ngày lẫn đêm của thành phố Đà Nẵng với những cây cầu độc đáo đẹp mắt bắc qua dòng sông Hàn. Đầu tuần ở Nam Bộ thì vẫn sẽ nắng mạnh từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Trời nắng đến khoảng 15 giờ thì sau đó mưa dông bắt đầu xuất hiện, một số nơi mưa lượng khá nhưng mà chỉ xảy ra ở cục bộ, tuy nhiên thì vẫn cần đề phòng với lốc xoáy và gió rất mạnh. Những ngày tới nếu du khách muốn ghé thăm làng gạch gốm Vĩnh Long để có thể tìm hiểu hoạt động sản xuất gạch, ngói đỏ cũng như là ngắm cảnh thì nên tránh đi vào thời gian giữa trưa và cuối chiều, bởi vì về chiều thì khả năng sẽ xuất hiện những cơn mưa, còn giữa trưa thì trời nắng nhiều và đi lâu ngoài trời thì cũng sẽ cảm thấy nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 cho đến 34 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố du lịch khác trên cả nước.